ông. Bà, ông, bà, ông. Hai vợ chồng mà có chuyện gì thì nói ra luôn, chứ ông bà, ông bà tới mai luôn cũng chưa có nói được cái gì hết trơn á. Thì bây giờ bà muốn nói cái gì bà nói trước đi. Ông nói vậy sao được? Tôi tôn trọng ông là chủ nhà, trụ cột gia đình thì cho ông nói trước. Rồi ông nói, ông nhường cho tôi, ông nói vậy rồi cái lối xóm nghe tưởng tôi lớn lướt ông, tôi ăn hiếp ông, đâu có được. Vậy bây giờ tôi nói ha. Tôi nói. Bà muốn cái gì cũng được hết á. Ông thấy sao? Ủa rồi bà thấy sao? Chắc là ông có thấy cái gì phải không? Ủa rồi bà cũng thấy cái gì đó nữa hả? Không phải một mình tôi thấy rõ luôn. Thì đúng rồi, nó lợn giỡn trước mặt mà sao không thấy được? Thì đó, bởi vậy là mình phải dò, phải ngó, phải nghi ngờ chứ. Mà ông thấy sao, ông nói tôi nghe coi. Thì tôi thấy là nó không có bình thường. Ông có để ý tất cả mọi chuyện xảy ra nó tùm lum tà la là bắt đầu từ lúc con bảo anh bỏ cái nhà này đi, đúng không? Đúng. Đó. Cái gì kỳ vậy ta? Bởi vậy đáng lẽ nó phải buồn chứ. Mà mắc gì nó buồn? Ủa bà đang nói ai vậy? Tôi nói thằng Sĩ. Tôi đang nói thằng Dũng. Ủa gì kỳ vậy? Nhưng mà ông có để ý không? Thằng Sĩ nó cũng kỳ cục lắm. Hai tay anh ôm xương sườn rất đau, hai vai anh mang nỗi buồn rất sâu, chân anh lang thang kiếm em ở khắp chốn, nước mắt trào biết em giờ nơi đâu. Chúng ca thi thảm vậy trời. Hồi nó khóc nữa. Bình tĩnh lại. Bây giờ mình đâu có ai nhìn thấy. Nuốt nước mắt vào bên trong đi. Nói chuyện với ai vậy? Mày nói cho tao nghe đi. Bây giờ tao phải làm sao? Tao phải làm sao để vượt qua được nỗi đau này? Mày chỉ cho tao cách để vượt qua được nỗi đau này đi. Nếu không tao chết. Mày đừng an ủi tao nữa. Tao muốn tìm cách. Tao không cần người an ủi, không cần người khuyên tao. Nói cho tao biết tao phải làm gì đi. Ai đây? Má. Má hả? Ủa má đi ngang, má nghe con nói chuyện với ai vậy? Mà má vô phòng má không thấy ai, nói chuyện ai vậy? Con đang nói chuyện với tâm linh của con á má. Trời ơi, nói gì nghe cái ghê vậy con? Sao vậy? Hả? Nè, nó nghe nè. Trời ơi, con khóc nữa rồi hả? Không sao đâu má. Má kệ con đi. Má vô đây kiếm con có chuyện gì không má? Không thấy con ra. Rồi má tính vô má dọn phòng cái nè, tao lại cầm cái chỗ tao quét cái nè. Rồi cái ba con nó vô phòng của con Sĩ thì nhắn nó là bữa nay là chở cây cho bác Hiệu. Nhớ không? Má nói với bác Hiệu là dạo này tinh thần con không được tốt. Chắc con không giao cây cho bác được đâu. Bữa khác giao. Kiếp sau con giao cho bác cũng được. Nói cái gì cái điên khùng vậy? Tôi nghe chứ. Bây giờ nè nghe, đừng có làm cho má sợ. Giờ thấy trong người sao, bệnh hoạn đâu, nói đi. Tôi đi dắt đi bác sĩ. Đau lắm má ơi. Đau đâu con? Đau ở đây nè. Đau đâu? Đau tim hả? Đau trong ngực, đau trong tâm. Bệnh này bác sĩ chữa không được đâu má. Nó nói bệnh gì? Bệnh này là tâm bệnh, không thể chữa khỏi được đâu. Tâm bệnh làm sao bác sĩ chữa khỏi được? Mà con ơi, bây giờ con đừng có làm cho má sợ. Thấy trong người sao, nói má nghe coi. Hồi nãy nghe nói chuyện với ai? Là nói chuyện với ai vậy? Con đang nói chuyện với lại ai? Bạn con đó. Bạn con đâu? Má đâu có thấy ai đâu. Má đang ngồi đè lên bạn con rồi sao thấy được? Đè. Con heo quá hả? Tâm linh của con đó. Nói gì điên khùng vậy? Con heo. Thôi má đi ra đi. Má đừng làm phiền con nữa.
Má để con ở đây gặm nhấm nỗi đau đi, rồi con tự mình hồi phục lại. Má đừng nói thêm lời nào nữa hết, má không hiểu con đâu. Má đi ra đây con nói chuyện với bạn con đi. Bạn con giận rồi kìa, đớp mạng vô tường rồi, má thấy không? Má đè lên nó làm chi? Trời ơi! Cái gì vậy trời? Nói cho tao nghe nó làm đi. Bây giờ tao phải làm sao? Tao phải làm sao đi bạn ơi? Ôi, vậy là con của mình nó bất bình thường rồi. Thì đó, ủa mà hồi nãy ông nói anh Dũng sao? Anh Dũng có bất bình thường hả? Thì chuyện già là vậy nè, có nghĩa là thằng Sĩ nó mệt, rồi thằng Dũng ra nó làm thay. Nhưng mà anh thanh niên năm nào đang ngọt nghẹt 30 rồi. Trời ơi, tự nhiên cái bài đó kỳ lắm nha. Mình bây giờ là hơn 30 rồi nhưng mà mình vẫn vui nha. Trời ơi, cái nghề gì mà sao cây hoa thì nói chung là gặp cái gì mình cũng muốn cắt. Mà nói chung mình không biết cắt cái gì, cắt tầm bậy tầm bạ hồi về chắc bị chửi chết. Thôi nhổ mấy cái cỏ này cho rồi đi. Đó, nhổ cỏ nhổ từng gốc là vậy đó. Đó, cắt luôn, cắt chuỗi hết. Dũng! Dạ, hết hồn quá. Đang làm gì đó con? Em đang tỉa cây nhổ cỏ. Ồ, vừa rồi nghe nói có cái câu là nhổ cỏ và nhổ tận gốc nữa, ghê thiệt ba. Đúng rồi ba, nhổ tận gốc là mốt nó mọc lên lại mình nhổ nữa mình cực ba. À vậy à, nè nè nè, ba nói cho con nghe nha, mấy cái này là ba cưng lắm đó nha. Mấy chậu kiển này là quý lắm đó nha. Chỉ có những người mà chơi kiển thì đương nhiên mới hiểu được cái giá trị của loại kiển chứ ha. Không có chơi thì không có bao giờ hiểu đâu, hiểu không? Đúng rồi, với con đứng con định tỉa mấy cái cành mà thấy nó tùm lum tà la, con không biết tỉa cành nào. Bậy, cái đó là bậy, cái đó là để cho ba, cái nghề này, nghề của ba ha, là ba biết làm chứ còn con không biết, con làm tầm bậy tầm bạ là chết cái cây kiển luôn á. Cho nên khô nó nhổ cỏ không nè. Vậy là vui rồi. Dạ dạ. À, mấy bữa nay ba thấy con là rất là vui vẻ hồn nhiên, làm cho ba cảm thấy trong người ba có cái sự gì nó hoan hỷ, nó hưng phấn dữ lắm hả? Bây giờ ba hỏi nè. Dạ. Thấy con vui vẻ rồi thì bây giờ đó là con có cảm giác rằng lúc con vui như vậy đó con có quên một cái chuyện gì không con? Đâu quên gì đâu ba, con sáng nào cũng vậy là phụ ba làm việc này nọ kia chứ có gì đâu quên. Nhớ kỹ lại coi, hình như là ba nhớ là con quên một cái điều gì đó mà rất là quan trọng nha. Nhớ kỹ lại coi. Con á hả? Ừ. Nhớ rồi. Cái gì? Sáng dậy quên đánh răng ra làm liền. Cái chuyện đó là chuyện vệ sinh cá nhân của con. Con nhớ thì con làm, con không nhớ thì thôi, cũng không ảnh hưởng gì tới người khác, hiểu không? Cái chuyện ba muốn nói với con là ba hỏi con là còn quên cái gì nữa không? Có luôn. Có luôn. Chưa đánh răng nên không thể nào ăn sáng, chưa uống cà phê được. Cho nên là bây giờ con chuẩn bị con vô con đánh răng, rửa mặt, ăn sáng và uống cà phê. Mấy cái chuyện này ba không có cần thiết phải hỏi con. Ba hỏi con còn nhớ kỹ là coi trong tâm của con có cái chuyện gì rất quan trọng ha, mà con quên, con chưa có thực hiện, con chưa có làm xong. Nhớ kỹ lại coi. Nói chung là con không nhớ gì hết đó ba. Nếu mà ba biết gì ba mà nhắc con. Còn con là thấy con làm đầy đủ lắm rồi. Thôi con vô con làm vệ sinh cá nhân. Nếu mà ba nhắc con thì cái chuyện nó rất là bình thường, nó không còn ý nghĩa gì nữa, con hiểu không? Cái chuyện này con phải nghĩ ở trong tâm của con phải nhớ, con phải thực hiện cho bằng được cái chuyện này. Thì cái người khác người ta mới cảm giác rằng là con trân trọng ha. Chứ còn nếu mà ba nhắc con thì chuyện nó rất là bình thường, con hiểu không? Dạ con nhớ kỹ lại coi, nhớ kỹ lại coi. Dạ rồi, bây giờ thì để con đi vô trong con ráng con nhớ kỹ lại. Khi nào con nhớ ra được con ra con báo ba biết liền. Chứ con hết biết rồi. Nó ba lơn dữ gì trời. Mình hỏi nó, mình gợi ý cho nó, để cho nó gọi điện thoại cho con bảo anh, mà cuối cùng nó không nhớ. Vậy là nó dứt điểm luôn rồi hả ta? Sao trái ngược kìa trời. Ông thấy cái trái ngược không? Có tréo ngoe không? Cái đứa nó cần buồn thì nó không buồn, cái đứa nó không buồn mà tự nhiên nó buồn. Cái gì cục? À thì bởi vậy. Trời đất ơi, sao ngộ vậy trời. Ủa tôi với bà bình thường mà ta, đâu có bệnh hoạn cái gì đâu, sao tự nhiên hai đứa con mình nó bất bình thường dữ vậy? Trời đất ơi, đi bà vậy thì như không có sức sống rồi. Ê ê ê, con cái áo. Trời ơi, đi mà không nhìn đường nó lọt xuống áo. Trời đất ơi, cái gì đó phải con người không trời? Nó đi xéo nhéo con gà nó lủi. Thấy không? Ôi vui quá xá là vui, nhà trai bên gái ai nấy cũng đều vui. Ngày xuân hoa lá phần phần. Ô, em trai. Nãy giờ em đi ngoài đường anh hát cái bài ôi vui quá xá là vui, nhà trai bên gái ai nấy cũng đều vui. Khúc cái bài hát cái bài gì á?
Thôi không hỏi nữa. Hiểu, không vui hả? Nè, cho con bịch á, thích bên nào lấy đi. Cho hết luôn á, thường lắm mới cho ở nhà. Ôi vui quá xá là vui, nhà cha con gái ngọt. Chào ba má. Ôi vui quá xá là vui, nhà cha con gái cũng được vui. Vui ơi là vui. Trời ơi, có phải con mắt tôi thấy vậy không ông? Ông có thấy giống như tôi không? Thấy sao không, nó lợn giỡn trước mặt sao không thấy được. Sao kỳ vậy ta? Bây giờ vậy, một cái thằng thì như đứa con nít vậy, hồn nhiên mua bánh xịn đách ăn, vừa đi vừa ăn như đứa con nít vậy đó, hồn nhiên vui tươi ca hát. Còn đứa kìa, tâm lý nó có ổn không ông? Bây giờ vậy, có nghĩa là mình phải xử lý từng đứa một. Coi như là đứa nào mà giải quyết trước được đó thì mình xử lý đứa đó trước. Thì đó là đúng rồi, nhưng mà ông thấy cái thái độ nó không như một người điên vậy đó. Làm giống như là nó không phải nó. Nó nhìn kỹ đi coi, nó phải con mình không? Ủa, nó con mình mà. Mà ngộ quá vậy ta. Hồi nào giờ, thí dụ có cái chuyện này, thí dụ mình nghĩ nó té, nó đụng cái đầu nó, hay là sao, nó mất trí nhớ, hay nó tưởng tưởng con này không có cái gì xảy ra, mà tại sao nó bị như vậy? Mà bà kiểm soát trong nhà là rõ ràng là nó không có bị cái gì, không bị té, không bị này kia, phải không? Nếu mà nó té, nó phải nói chứ. Bà nhớ lại qua cái lúc mà bà chuyển dạ đó ha, cái người mà đỡ cho bà đó ha, là cái người đó có bình thường không? Ông nói chuyện gì kỳ cục vậy? Nếu mà cái người đó bất bình thường thì nếu đẻ con mình ra là nó tưởng từ nhỏ rồi. Con này không phải như vậy. Nuôi con mình lớn khôn, đẹp trai cao ráo, ăn học đàng hoàng, cái tự nhiên bây giờ nó kia cục chế. Nhưng mà tôi nói cho ông nghe, nói là nói vậy thôi, thấy là thấy vậy thôi, nhưng mà mình không được bỏ qua, mình phải có cách giải quyết. Bà nói câu này là chắc có nghĩa là bà đã nghĩ ra được cách rồi hả? Tôi mặc dù tôi nói vậy mà trong đầu tôi đã lóe ra một cái cách rồi. Trôi đi nhanh, muộn phiền ta sẽ rồi vỡ.